Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Xuân Đức. Sau đây mình xin trình bày bài tập 9 là thực hiện theo yêu cầu bài tập là cho động cơ quạt 24 VDC kết nối với điều khiển PIC qua con L298. Máy được nhấn là Speed to Stop, dùng LCD 16x2 và tần số dao động 20 mA và cái sơ đồ và thực hiện cái yêu cầu dùng PMW để thay đổi tốc độ động cơ. Sau đây mạch của mình đây pick 16x7 nó với thạc anh 20 mA, ở bọt B thì hai chân B0 B1 được phải nối với nút nhấn speed và run stop, bọt C thì được nối với con IC L298 và IC L298 nối với động cơ DC. Còn ở port D và E thì nối với LCD 16x2. Sau đây là phần cục. Đây thì mình dùng fuse HS và dùng hàm chống dội định nghĩa các chân speed stop là RB1 và RB0. Đây. Và chân enable là chân RC7. Tại thư viện LCD định nghĩa LCD clear. Sau đây là bài tập. Mình đặt cái biến giá trị là cho 50 yêu cầu đề bài. Một cái biến là điểm nó trạng thái của động cơ là 0 hoặc là 1, tức là in 1. Còn cái biến đếm, hàm đầu tiên là mình kiểm tra run stop. Yêu cầu đề bài là kiểm tra nút nhấn run stop để biết 0 rồi biết 1. Input run stop 0, tức là nút nhấn run stop được nhấn thì sẽ delay 50 giây, và nếu run stop được nhấn thì chờ thả run stop thì trạng thái động cơ bị đảo đi so với trước đó, tức là khi nhấn một lần thì nó sẽ chạy, còn nhấn lần tiếp theo thì nó sẽ dừng. Hàm thứ hai là hàm kiểm tra speed. Tương tự, nếu mà nhấn speed thì sẽ delay 50 giây, và chờ thả cái phím speed này thì biến đếm nó sẽ tăng lên, và khi đếm quá 3 thì nó sẽ quay lại đếm bằng 1. Tức là có 3 trạng thái. Trạng thái đầu tiên là 30%, 70%, 100%. Và trạng thái với nút speed này. Ta đi vào những trình chính. Đi xét chút không ít xét ít C không ít không không là được ngọt nó ra, và port D là không ít không F là vào chạy LC setup. Tạo output low chân C3, tức là để cho nó hoạt động. Output low C3 để bắt đầu cho nó hoạt động. Setup xung PWM, nghĩa là setup CP1 CP1 là tính CCP1 ạ, và nó ra sử dụng timer 2. Ở đây theo đề bài thì là đếm 40 mili giây và 20 MHz tần số, thì tần số là 20 MHz chia cho 4 là 5, suy ra chu kỳ là 1 chia 50 MHz là 0,2 giây. Ta được tính ra 400 chia cho 0,2 nhân 256 là số xung của timer 2 bằng 7,8, suy ra chọn bộ chia 16, số xung là 400 chia 0,2 nhân cho 16 là 125 xung.
xéo thăm M2 T2 điếp 36 41 sẽ output lâu khi trên enable, tức là để cho nó hoạt động. Này trên enable của anh L298, nếu nó đúng, qua chu là nó đúng, thì nếu trạng thái của động cơ bằng một, tức là nó chạy thì thực hiện hàm kiểm tra xe buýt và cái chân C7 này cho lên mức cao để nó hoạt động. Và LCD hiển thị ra là Start Run. Nếu ngược lại là trạng thái 10 thì LCD hiển thị là Stop và chân Enable là về mức thấp trở lại. Và đề bài yêu cầu là 3 cấp độ chu kỳ làm việc 37% cho khi nó speed, thì mình sẽ làm là nếu giá trị đếm bằng 1, tức là nhấn nút speed một lần, thì LCD hiển thị là duty cycle chu kỳ làm việc là 30%, giá trị là 150. Và nếu đếm bằng 2 thì LCD hiển thị là sẽ hiển thị là duty cycle 70%, giá trị sẽ là 150 cho 50 nhân cho 7 chia 3 chia 3. Và tương tự nếu đếm bằng 3 thì LCD hiển thị duty cycle 100%, tương tự giá trị 500. Và tiếp theo quay lại kiểm tra hàm nhấn run stop và set PWM duty với giá trị tương ứng. Sau đây mình xin chạy chương trình. Ban đầu khi khởi động thì duty cycle là 30% và tức là stop như yêu cầu đề bài. Khi nhấn nút run stop thì nó sẽ chạy và status là run và duty cycle đến 30%. Nhấn speed tăng lên 70%, chu kỳ làm việc nó tăng tăng mạnh nhanh hơn. Nhấn tiếp theo là 100%, chu kỳ làm việc nó sẽ tăng nhanh hơn. Đến 30 chu kỳ giảm nhỏ nhất. Nhấn stop. Nhấn stop thì nó sẽ dừng. Bắt đầu làm lại. Đến run stop thì nó sẽ chạy với 30% duty cycle. Nhấn speed là tăng lên 70%, nó sẽ hoạt động nhanh hơn. Nhấn tiếp theo thì 100% hoạt động nhanh nhất. Và đây là kết thúc.